Ok, trước khi vào clip mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái app game tên là V99VIP.club. Đấy, đây là những game, thì trong game có rất nhiều loại game như bắn cá, ba cây, đỏ đen, World Cup, long hổ, thủy hử, sóc đĩa. Đây là một cái app game là có là lạp thẻ và rút tiền rất là uy tín các bạn nhé. Thì các bạn nào mà muốn tải game này về chơi thì mình có để cái đường link của game này ở dưới phần mô tả và dưới phần bình luận cho anh em chơi nhé. Em nào muốn tải cứ theo đường link mà tải về chơi nhé. Ok anh em. Shop điện thoại vlog.com, shop bán nick liên quân, liên minh, Free Fire, đột kích, ngọc rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hay đến ngay với shop điện thoại vlog.com ủng hộ. Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Vừa nãy thì Ngọc có Ngọc cả Toại thì là đi về thì Toại tay đỡ đau hơn rồi thì là có mượn xe và nhờ Toại chở Ngọc về thì là một lúc rồi. Phải tầm được từ lúc tiếng rồi. Đây, thì được hơn tiếng rồi. Có mượn xe từ lúc 4 rưỡi đúng không? Ờ. Đấy giờ 6 5 rưỡi rồi. Thì mọi lần thì là tôi vẫn để xe để cho Toại đi nhưng mà Toại bảo thôi hôm nay em tay đỡ đau rồi thì để em đi xe máy. Thế là đi xe máy tầm đứng đây tầm tiếng mà tôi gọi số điện thoại và cái gọi Facebook của cho hai đứa đều không nào nghe máy đều không được. Thì bây giờ tôi quyết định là tôi cả Tuyệt thì đi tìm xem là tình hình xem như nào. Tôi cũng đang lo lắng sốt ruột, anh em sốt ruột lắm. Ngồi từ nãy giờ sốt ruột lắm. Mà tôi có cái linh cảm là không biết có linh cảm gì xấu mà trong lòng nóng hết cả ruột đấy. Đấy thì nói chung mọi người cũng biết là Toại là đây nó hay gặp chuyện nên là mình cũng sợ, mình đang trong đầu mình anh Mạnh và tất cả mọi người đây cũng đều nghĩ như nhau thôi. Đây nói chung là anh em mình cứ vừa lên xe vừa nói chuyện với nhau. Chứ giờ đứng đây là thì hiện tại mình đang trên đường đến chỗ Toại mọi người nhé. Anh từ chiều nay lúc nó xe đi một lúc xong anh cứ sốt hết, nóng hết cả ruột nên không biết tình hình có như nào. Đấy thì nói chung là mọi người mình thật sự là chiều nay mình cũng hơi chủ quan vì thứ nhất là tay Toại nó chỉ mới đỡ thôi mà nó đi xe máy thì tay nói chung là vẫn còn đau mà nên là đi kiểu gì cũng sẽ không cứng tay rồi nên là mình cả anh Mạnh đang rất là lo lắng vì sợ điều gì xấu xảy ra ấy. Đấy thì hiện tại bây giờ mình cả anh Mạnh sẽ đi trên đường từ đây về nhà Ngọc để xem có gì không mọi người nhé. Anh bảo em chở đi thì em không chở cơ. Cứ ở nhà cứ bỏ công việc thì để lại chở nó 5-10 phút rồi về mình làm tiếp. Không phải cái lúc đấy em bận xong rồi em bảo nó thì nó cũng bảo tôi được tao đi được cái thứ thì em mới chủ quan em. Thằng này về ví dụ là đây vì sao cấm đi xe luôn, đi đâu được phải có người đi cùng. Bây giờ nó đang đen như thế rồi xong rồi cả từ cái Ngọc nữa. Bao nhiêu chuyện thế rồi cứ để nó đi một mình ấy rồi chẳng may đi rồi đúng không may xe pháo làm sao thì có phải là anh em có phải ân hận không? Chết dở. Mà đúng hôm nay bảo đi ô tô thì nó lại không đi, nó lại cứ thích đi xe máy. Nó bảo vẫn sớm đi xe máy được. Mọi lần thì toàn lấy ô tô đi thì anh còn đỡ lo. Trời, thành ra sốt hết cả ruột. Em sốt ruột, giờ nó bị sao em ân hận kinh khủng luôn. Mà nó sao kiểu gì tao tát mày phát. Bảo dẹp này 5-10 phút thì chở nó về đi thì em sao. Cứ công việc gì thì việc. Nó tay ra như thế rồi, nó bảo đỏ thế chắc nó ngại. Mà còn hai đứa đang cùng đen anh nhỉ? Thế? Hai đứa đều đang gặp chuyện. Hai đứa đang xui rồi. Chết thiệt con nào, xui cả rồi. Đâu đâu. Nó đi đường xá xong rồi thanh niên ở làng ấy nó lại nghịch nữa. Thì nó trêu. Ở đây em chưa biết cái làng đấy trước nó toàn gọi là củ nó bay đi à. Đấy, vấn đề đấy thì em không lo lắm, em chỉ lo về vấn đề khác thôi. Vì vấn đề mà gây gổ các thứ thì cái đấy nó nằm ngoài dự đoán của em. Vì giờ là anh phải lên nhớ là nó đang gặp vận xui ấy. Nó đang có kiểu vong các thứ theo. Em hơi lo cái đấy. Đó, mà xe pháo mà có vấn đề gì, đúng là nhục. Chưa hết chuyện nó là chuyện kia thì thôi ấy. Xe pháo không quan trọng là người thôi. Giờ trước một cái xe đã tan rồi. Nhưng may người không sao, nhưng lần này chỉ mong người không sao. Nếu mọi người nó có sao thôi, thôi thì hỏng hết. Xe đằng trước này đi chậm đi. Ok anh em nhé, thì nói chung là tí nữa mình đi gần đến nơi mà có cái gì thì mình sẽ quay cho em xem tiếp nhé. Gì cơ? Cái gì cơ? Ủa anh nhìn có tạ nhỉ? Ui. Gì cơ? Anh nhìn gì? Ủa, tội ngạo sao? Ủa. Xuôi anh. Ui. Nè, ông này. Tôi sợ. Ôi.
Ê, nó bảo lấy xe này không đi. Bây giờ, nó bảo mày thế rồi. Bảo mày gì thế rồi, lấy xe này. Chả là không chả. Đưa ra nhẹ. Đưa ra nhẹ không mẹ. Lấy đi. Thôi. Đưa đâu hai nó lên xe anh ạ. Mày như thế rồi, suốt ngày mày để với phút mày chết à? Bây giờ là anh nhà với cô Nhung không? Anh cứ chửi em đi. Mày lo nhà phải tao đánh mày nữa ấy. Đi đã bảo như thế rồi, trong thời này đừng đi cho đi một mình xe phá lò kia. Đã nói như thế rồi, nó phải có vấn đề gì mày? Được chết nào? Mày thấy sốt rồi chưa? Mày Nhung chưa? Mày. Đấy ok anh em nhá. Thì nói chung tí nữa lên bệnh viện mà có như nào mình sẽ quay tiếp cho anh xem. Chứ hiện tại giờ đi mình chẳng biết nói gì nữa. Chỉ biết mình quay cho anh em xem vết thương của Toại thôi. Sốt ruột lắm nhưng mình vẫn phải dơ cho quay cho anh em xem vết thương. Chứ không mọi người lại bảo anh em mình dựng dàn dựng này nọ. Không phải là đi nhiều, không phải mày ta đi. Đi sốt lên cả ruột này. Nói nhiều sao này, bảo thế rồi, đi người mày. Ta đi.